Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Hello, dạ yeah, chúng tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, xin chào luật sư. Dạ, xin chào ông. Thưa luật sư, tôi có câu hỏi với luật sư là khi mà mình bị một cái accident, luật sư mình có hơi là có lỗi. Nhưng mà nếu mà mình có nhân chứng và có những luật sư giỏi thì cái phần thắng nó sẽ nghiêng về mình không luật sư? Có nhân chứng, có... nếu mình đã có nhân chứng nói là mình không có lỗi thì đâu có sợ là mình có lỗi. Đương nhiên cái người luật sư nó cũng quan trọng để mà họ có thể cho mình những cái điều khuyên hoặc là cho mình biết cái luật để biết chẳng hạn thì một cái người luật sư có kinh nghiệm khi một cái tai nạn nó xảy ra, nhiều khi tôi không cần phải chờ đến phúc trình cảnh sát, hay là có những cái trường hợp nhiều khi phúc trình cảnh sát nó cũng sai, nhưng mà nếu mà cái người thân chủ mà nói sự thiệt chẳng hạn cái chuyện nó xảy ra thế nào thì thường đó tôi cũng có thể biết được đó là lỗi phải về ai hết á. Thành ra đó nếu mà lỗi của mình thì mình phải chịu thôi, còn nếu mà không phải lỗi của mình thì lúc đó mình có thể cãi được. Nào có những cái trường hợp mà không phải lỗi của mình nhưng mà có thể vẫn phải khó cãi. Lý thí dụ trong trường hợp ví dụ trên freeway mà hai xe đụng nhau mà một trong hai xe đó đổi lane, thì khi đó rất là khó để biết rằng xe nào là cái xe gây ra cái tai nạn, xe nào là xe đổi lane trước. Thành ra đó, hoặc là trong trường hợp hoặc là đụng ở giữa cái ngã tư mà gọi là four way stop sign, thì trong trường hợp mà nếu mà đụng ngay giữa qua tư đó thì rất là khó để biết rằng cái người nào là cái người có lỗi hay người nào không có lỗi. Thì trong trường hợp, có những trường hợp đó thì nó quan trọng để mà cái người luật sư có thể giúp để mà có thể quyết định rằng ai là cái lỗi phải như thế nào trong cái tai nạn xe cộ. Nhá. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi là mình đã có lỗi, là mình cảm thấy mình có lỗi đó. Nhưng mà không nếu phải mà anh có cảm thấy có lỗi. Có nhiều... luật sư giỏi với lại có nhân chứng thì có tình thế có đảo ngược không luật sư? Anh không có cảm thấy có lỗi, tại vì có những trường hợp đó anh nghĩ là anh có lỗi, thực sự anh không có lỗi. Ok. Còn nếu mà thật sự anh có lỗi thì thật sự đó mà có lỗi và có nhân chứng. Khi mà anh nói nhân chứng tôi không hiểu anh nhân chứng thế nào. Nhân chứng nói là anh không có lỗi hay là nhân chứng là cái người mà anh đưa ra để mà có thể nói với, có lợi cho anh? Dạ, nhân chứng của mình đó, nhân chứng của mình có lợi cho mình đó. Ok, vậy thì nó không có giúp anh gì hết á. Dạ. Ok. Luật sư giỏi đó là họ có thể giúp cho anh để có thể chẳng hạn cãi cho anh. Nhưng mà đó, cái người luật sư đó, trên nguyên tắc là vẫn phải theo luật. Ngoài cái vấn đề theo luật còn cái vấn đề là lương tâm nghề nghiệp nữa. Họ không có thể, nếu mà cái người luật sư có lương tâm thì họ không có thể nói láo hoặc là dạy anh nói láo để mà có thể cãi ngược lỗi ra là phải được. Nhá. Còn nếu mà đối phương mà không tới đông đến đó, luật sư, thì cái phần thắng nó nghi về mình với lại đối phương mà không có mối luật sư của họ đó. Thì có không thành vấn đề cái bằng chứng á, tai nạn thế nào á, thì có vấn đề họ có luật sư không, như không thành vấn đề. Yeah. Ok, dạ yeah. Cảm ơn ông. Dạ, tại vì cái sự thiệt như thế nào nó cũng ra thôi. Ok, thành ra không phải là bởi vì anh có luật sư hay là không có luật sư thì nó sẽ thay đổi. Lấy thí dụ một cái tai nạn mà anh đụng cái đít cái xe người khác, thì bây giờ đó cho dù họ không có luật sư đi chăng nữa, vấn đề là anh đụng đít, nhất là anh đụng cái xe họ. Thêm vào nữa, nếu mà có một cái người nhân chứng mà gọi là independent witness, tức là cái người nhân chứng không có phải là bên giật anh hay là bên người kia, họ chỉ là một cái người bàng quan đi ngoài đường, họ thấy cái tai nạn nó xảy ra, họ làm nhân chứng, họ nói anh đụng đít xe, anh đụng cái xe kia, thì đương nhiên là lỗi về phần anh thôi. Ha. Dạ, cảm ơn anh. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ, alo. Dạ, dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Alo. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Cô có thể đặt câu hỏi. Dạ, thưa. Dạ, kính luật sư.
Dạ em có một việc như thế này. Em lúc em có insurance đó thì em đi đến ngay chỗ để làm siêu âm. Thì khi em đưa cái thẻ của em vào cho người ta check đó, thì người ta nói là cái thẻ em không có trong network. Thành ra do như vậy em phải trả tiền. Và em đã chịu để trả tiền để em đi siêu âm. Thì tới khi mà vô trong siêu âm xong rồi đó, thì khi em về nhà đó thì em có bill nữa về thì em phải trả tiền nữa. Thì em có liên lạc cái chỗ đó, em hỏi lý do tại sao vậy. Tại vì em đã check cái insurance của em rồi, và người ta nói là em phải trả tiền, em đã trả tiền rồi, tại sao bây giờ lại phải trả tiền nữa. Thì người ta nói là em phải trả, tại vì cái tiền đó chỉ tiền để tích thôi. Nhưng mà lúc đó em đã nói với người ta là chết em thì người ta kêu em trả tiền rồi, thì tại sao bây giờ người ta lại nói cái đó là chỉ là tiền để tích thôi. Thì bây giờ nếu như vậy đó, khi gặp trường hợp như vậy thì em phải làm như thế nào để cho em không phải trả tiền nữa. Là cái siêu âm của em á, em làm ultrasound phải không? Dạ thưa phải. Ok, mà cái tiền em trả là bao nhiêu? Dạ thưa 60 đồng. Em có hỏi cái cô đó là okay, tiền em phải trả là bao nhiêu. Cô okay đó nói em phải trả là 60 đồng. Ok, có thể đây là cái sự hiểu lầm giữa em với lại cái bên cái văn phòng bác sĩ đó thôi. Tại vì em có thể hỏi lại đó, cái siêu âm đó là bao nhiêu. Tại vì đó, nếu mà cái tiền 60 đồng đó quá ít để cho cái siêu âm, thì có thể đó chỉ là cái deposit, và có thể đó là bởi vì khi mà em đến văn phòng nói chuyện với cái người bên bác sĩ đó, thì đó có thể có cái sự hiểu lầm ở chỗ em nghĩ là chỉ là cái tiền deposit. Em nghĩ đó là cái tiền em trả hết, còn người kia đó thì ý là họ chỉ muốn nói em trả tiền deposit. Cái vấn đề đó là bây giờ nếu em không có trả thì họ có thể kiện em. Nếu mà họ kiện em thì đương nhiên họ sẽ phải ra tòa chứng minh rằng thường đó với cái ultrasound, cái siêu âm đó đó, họ sẽ trả cái số tiền đó là bao nhiêu. Lấy thí dụ 200 hay 300 chẳng hạn, mà cái số tiền em trả là chỉ có 60, thì có thể là nó không có đúng là cái tiền của cái siêu âm đó. Thì khi đó đó thì có thể là em sẽ phải thua thôi. Thì bây giờ đó em có thể gọi lại mà hỏi là cái tiền mà bill cái siêu âm đó là bao nhiêu. Ok. Tại vì đó, nếu mà thật sự á, mà thường tôi nghĩ đó với cái siêu âm á, thì nó có thể là nó sẽ mắc hơn là 60 đồng. 60 đồng á, maybe là cái x-ray đó có thể là một cái sao, cũng tùy theo một cái view hay là hai cái view hay là ba cái view vân vân. Thành ra đó, thường thường đó, nếu mà 60, tôi sợ rằng đó có thể là sự hiểu lầm ở phía bên của em, là em nghĩ là em trả hết mà trong khi đó chỉ là cái tiền deposit mà thôi. Nhá. Thì tốt nhất đó là em nên quay trở lại để coi có cái tiền siêu âm đó, nếu mà họ tính với cái giá tiền trả tiền mặt đó là bao nhiêu. Ok. Thì tôi sợ rằng nếu em không trả thì họ có thể gửi em collection thì phiền cho em thôi. Okay. Dạ thưa luật sư, em đã nói chuyện với họ rồi. Lúc mà ở ngay chỗ văn phòng đó, em đã nói đây là phải cái tiền là em phải đóng như vậy hay không để làm một chuyện này thì sao. Bởi vì nếu đúng là insurance em không có trong cái network như họ nói đó, thì em đóng như vậy phải không? Thì cô đó đã nói như vậy nên em mới bằng lòng đóng tiền để em làm. Dạ tôi biết rồi, nhưng mà cô đó không có hề nói em đó là cái tiền để đi chích hay gì hết, mà nó là cái số tiền em phải trả cho cái này, tại vì insurance em không có cover cái này. Dạ. Ok. Dạ. Bởi vì nên bây giờ em cũng em làm lại là tại sao khi họ nói chuyện với em như vậy thì em bằng lòng làm rồi. Rồi bây giờ đó lại dễ đưa đội tiền em chờ chút xíu, em chờ cho chút xíu. Ok, tại vì tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại nhé. Em chờ trên đường dây, tôi tiếp tục nói chuyện với em.